thứ vững cho người lười, vừa học vừa cười. Yeah, hôm nay chúng ta sẽ vừa ốm vừa cười nhá. Đùa thôi, hôm nay chúng ta sẽ học tất cả những từ vựng khi đi khám bệnh. Ok không các bạn? Đi thôi. Hát xì hơi. Shami ga deru. Ho. Seki ga deru. Nhưng mà ho mà có đờm đúng không? Chúng ta nói như nào ạ? Băng ga deru. Né. Hoặc là sốt rồi. Thì là netsu ga deru. Có nhiệt. Đúng không ạ? Cao lên đúng không? Đấy, đó là những từ mà chúng ta dùng deru. Hoặc là nếu mà chảy nước mũi thì nó là hanamizu ga deru. Hoặc nếu mà tắc mũi không thở được thì là hana ga tsumaru. Né. Nếu mà mệt quá và kiểu oải lộ quá chúng ta dùng là karada ga darui hoặc là zenshin ga darui. Né. Ngoài ra cái từ darui này không cần phải ốm, chúng ta làm chúng ta thấy mệt, chúng ta thấy oải chúng ta dùng vẫn được darui. Né. Hoặc là lạnh quá, lạnh hoặc là trời nóng nhưng mà chúng ta lạnh muốn đắp chăn, đấy gọi là samuke ga suru. Đầu óc quay cuồng thì là kurakura suru. Kurakura. Hoặc là không phải là quay đầu mà quay mắt hoa mắt là memai. Memai ga suru. Có bạn nào hay bị đau bụng không? Đau bụng mà đau bụng tiêu hóa là onaka o kuwasu. O nhỉ, nhớ là o đấy, làm hỏng cái bụng mà. Còn nếu mà chúng ta bị tiêu chảy thì là geri ni naru. Và ngược lại với tiêu chảy là táo bón, benpi ni naru. Nhớ chưa nào? Và nhiều khi ốm ấy, cả sáng rồi chưa ăn gì nhưng không muốn ăn, gọi là shokuyoku ga nai, không thèm ăn. Và thậm chí còn buồn nôn cơ. Buồn nôn là gì ạ? Hakike ga suru. Động từ của nó là haku, nôn ra. Tiếp theo là những từ liên quan đến bị thương nhá. Mình vừa bị trẹo chân các bạn ạ. Đó, trẹo chân là ashikubi o hineru. Hineru là bẻ. Đó, các bạn hay đi đá bóng đúng không? Bị bong gân. Bong gân là denza suru. Denza ne. Hai. Ia, yếu ạ. Tay mà bị sưng ấy các bạn thì là te ga hareru. Hoặc là nếu mà chúng ta bỏng, bỏng là yakedo. Yakedo suru. Ngoài ra thì nếu mà bị xước, xước là gì ạ? Surimuku. Surimuku. Ok. Tiếp theo là những cái combo đáng sợ hơn. Gãy xương, chảy máu các thứ. Gãy xương là gì ạ? Hone ga ureru. Còn đứt tay là yubi ga kireru. Kireru bị đứt. Rồi máu chảy ra là gì ạ? Chi ga deru. Thế thôi. Ngoài ra ấy, về dị ứng, allergy. Allergy thì chúng ta có shishin ga deru. Shishin là phát ban. Đó. Nóng người, nóng quá, nó nổi hết cái mụn lên ấy. Jinmashin ga deru là mề đay. Ngứa. Mề đay. Hoặc là chúng ta bị dị ứng, chúng ta ngứa mắt thì là mê cả kayui. Ngứa mắt là mắt nó ngứa chứ không phải là tao ngứa mắt là muốn đánh nhau đâu nhá. Thế bây giờ bị ốm rồi, chúng ta phải đi mua thuốc. Thuốc ấy thì có rất là nhiều loại. Ví dụ viên con nhộng là capsule. Thuốc bột ấy là konagusuri. Kona là cái bột mà. Rồi chúng ta có thuốc viên, viên nén là jōzai. Jōzai đấy. Hay là thuốc để bôi, nuru. Nurigusuri. Ngoài ra các bạn biết nhỏ thuốc nhỏ mắt nó là như nào không? Megusuri o gì? Sasu. Sasu. Ngoài ra các chủng loại thuốc, chinzuzai là thuốc giảm đau, còn genetsai là thuốc giảm sốt. Rồi có vitamin dai là các loại thuốc vitamin chúng ta uống hàng ngày. Rồi có các loại thuốc ấy, nó hay đi với từ tome. Biến âm là dome, nó là dừng đúng không? Tức là giảm. Chúng ta có giảm đau là gì ạ? Itami dome bằng với cả chinzuzai vừa nãy. Rồi là geri dome là thuốc tiêu chảy. Seki dome là thuốc ho. Rồi là kayumi dome là thuốc giảm ngứa. Rồi các thứ tự trong phòng khám, đầu tiên chúng ta phải đi khám. Shinsatsu o ukeru. Sau đó thì chúng ta nhận gì ạ? Đây là shōhōsen. Shō không kéo dài, hō kéo dài nhá. Shōhōsen là cái đơn thuốc. Có đơn thuốc rồi thì người ta sẽ đưa thuốc cho mình. Đó là gì ạ? Kusuri o dasu. Là kết thúc. Để uống thôi. Có bạn nào sợ kim tiêm không? Mình sợ lắm. Tiêm là gì ạ? Chūsha o suru hoặc chūsha o utsu. Còn truyền nước cũng dùng suru và utsu. Nhưng là gì ạ? Tenteki. Tenteki o utsu toka. Ngoài ra có một số bệnh ngoài da mà chúng ta hay bị khi mà đi làm ở Nhật. Ví dụ như chai này, rồi bị mụn cóc. Cái này thì nó hơi thiên về y tế một chút. Thì mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức mà mình biết thôi nhá. Thì nốt chai thì thường người ta sẽ gọi là cái tako. Hoặc là uonome. Nó viết là sakana con cá nhưng mà đọc là uonome. Đó, còn mụn cóc người ta hay gọi là ibo. Bạn nào có muốn bổ sung thêm thông tin thì comment dưới nhá. Thế vậy là chúng ta đã qua hết tất cả những từ liên quan đến khám bệnh rồi.
Và nếu mà các bạn muốn quay mình quay thêm về chủ đề gì, biết thêm từ nào, hãy nhớ comment dưới nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Yêu cái nhà, giữ body.